Hello mọi người, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho mọi người một cái video mà mọi người đặt ra cho mình khá là nhiều rồi. Đó chính là một cái daily vlog về một ngày của mình. Và cái điều đầu tiên mà trong một ngày của mình là mình sẽ phải đi tắm. Thì bây giờ mình sẽ đi tắm, mọi người hãy chờ mình một chút nhé. Ok, và sau khi mà mình đã tắm xong thì bây giờ mình sẽ phải sấy tóc. Thì đây mình dùng một cái lược cắt tóc của Byron để mình thường xuyên là chải tóc. Với kiểu tóc này của mình là cái kiểu tóc là more the pompadour, cho nên là mình sẽ phải chải hết những cái phần sai này về cái bên chiều hướng mà mình vuốt. Sau đó thì mình sẽ phải sấy từ cái phần sai đầu tiên. Tóc mình dạo này lâu không cắt tóc bởi vì nó chải ra ngoài mà, cho nên là tóc phải hơi dài một chút. Mình sẽ sấy tóc. Là một tip cho những các bạn nào mà sấy tóc ấy, là sau khi mà các bạn sấy tóc bằng cái nấc nóng ấy thì các bạn nên sử dụng lại một cái nấc, đó là nấc lạnh, để có thể là tạo được cái vào để cho tóc của các bạn được vào form hơn. Thì ở cái nấc lạnh này mình sẽ dùng một cái lược để có thể là đánh tan cái tóc lên, để chắc nó có thể tạo texture cũng như là tạo nên một cái volume nó khá là cao, nó khá là vừa với cả ý của mình. Và ngày hôm nay thì như vậy là tóc mình cũng đã tương đối gọi là vào được cái form tóc rồi. Thì hôm nay mình sẽ vuốt hai sản phẩm, một cái là Metal Paste của Iron Craft và một cái là một con sáp của Myelin được tặng trong cái dịp mà đi sinh nhật. Thì các bạn thấy đây là một cái con sáp của Myelin có tên là Soap, một year happy birthday. Ok, rồi thì mình sẽ mix theo cái tỷ lệ là 50% để có thể là tạo cho được một cái độ ổn định cho cái tóc của mình. Thì cái paste này nó khá là dính, cái chất sáp của nó thì lấy ra khá là đơn giản. Mình sẽ lấy được một lượng vừa đủ thôi. Và mình sẽ sử dụng thêm một ít sáp này của Myelin để có thể là cho nó được cái độ ẩm, cái độ texture, cái độ khô vừa phải. Cái độ ẩm, cái độ texture, cái độ khô vừa phải. Bây giờ thì mình trộn đều vào. Sau đó thì mình cứ xoa đều thôi, rồi mình break down rồi áp lên tóc là ok. Thì đây cũng là một trong những cái công việc của mình khi mà trước khi mình chuẩn bị một cái video mới ấy, là mình thường sẽ phải đi tắm, sau đó thì vuốt tóc các thứ. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lại ghi lại cho mọi người khoảnh khắc đấy. Sau khi mà mình cũng sẽ vuốt tóc đều, mình sẽ lấy thêm một chút sáp nữa để có thể là cho tóc mình, bởi vì tóc mình khá là dày ấy, cho nên là mình sẽ lấy thêm một chút sáp nữa để có thể là cho tóc mình nó ổn định hơn. Đây là tóc mình sau khi mình đã vuốt bằng Metal Clay cũng như là sáp của Myelin thì nó cũng cho ra một cái kết quả nó khá là vừa ý mình, cho texture khá là nhiều, nhưng mà texture lúc này thì mình thấy là có vẻ là chưa rõ, cho nên là các bạn cần phải đợi khoảng tầm từ 30 phút đến 1 tiếng ấy thì cái texture nó sẽ ra rất là nhiều. Không biết các bạn như nào, nhưng mà mình ấy thì thường là một ngày của mình mà có một cái mùi hương, một cái mùi thơm thoang thoảng, và cái ngày hôm đó thì nó sẽ cảm giác như là nó cho truyền một cái cảm hứng gì đấy, mà nó truyền một cái năng lượng gì đấy của cái mùi hương, một cái mùi thơm này. Thì mình sẽ dùng một cái lọ Dolce & Gabbana Light Blue, thì đây có thể nói là một cái lọ nước hoa quốc dân rồi. Ở nhà thì mình sẽ xịt một phát thôi, thì một phát đằng trước, còn ở đi chơi thì mình sẽ xịt khoảng 2 đến 3 phát là ok. Và sau khi mà mình cũng đã chăm sóc bản thân xong thì mình sẽ phải dọn phòng. Thì hôm nay mình sẽ dọn lại phòng cho nó sạch sẽ hơn. Thì đầu tiên mình sẽ phải dọn cái ghế sofa đằng sau mình đây. Nó cũng khá là bừa rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ phải dọn lại cái giá treo quần áo đằng sau mình đây. Mình sẽ cất những cái đồ mùa đông đi, bởi vì là bây giờ đã sang một cái chuyển ra mùa là mùa hè rồi. Cho nên là cái nhiệt độ cũng khá là cao, không cần thiết phải mặc đến những cái chiếc áo jacket. Mình sẽ mang xuống nhà để giặt, sau đó cất tủ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đây là một cái áo puffer jacket. Cái này có thể là đây là một cái áo puffer jacket. Thì bây giờ áo này mình sẽ không mặc nữa. Đồ này thì là nằm ứng giặt mà, cho nên mình sẽ tạm thời để luôn ở dưới đất. Đây là một chiếc áo
jacket của Zara mà mình đã mua chắc được khoảng tầm 1 năm hơn rồi. Đây là một chiếc áo jacket bomber của Zara, mình sẽ không mặc, mình sẽ cất xuống đây luôn. Thì để một lát nữa mình sẽ mang xuống dưới nhà giặt đấy. Thì sau đó thì mình sẽ cất vào tủ thì nó sẽ được giữ được cho các bạn một cái độ và đây tiếp theo thì sẽ là một cái áo Virus. Đây là một chiếc áo bomber Virus của X5 Việt Nam. Thì đây là một cái áo mới mình chưa mặc cho nên là mình cũng chưa mặc nhiều ấy, mình cũng chưa mặc lần nào cho nên là mình cũng sẽ để ở đây luôn. Tiếp theo sẽ là một cái áo đây là một cái áo biker jacket của Zara, mình đựng vào trong một cái túi như này để có thể là nó bảo quản được cái da được lâu hơn. Thì áo này chắc là mình cũng không mặc đâu cho nên là mình cũng sẽ để sang bên này để một lát nữa mình sẽ cất vào tủ ở trên phòng. Đây thì chắc là cái áo tank top layer có cái tà là tà scoop. Mình sẽ cất nó ở trong tủ luôn. Và tiếp theo thì đây là một chiếc áo mà mình được tặng. Đây là một chiếc áo gọi là Varsity Jacket của Snazzy. Thì đây là một cái bộ trong cái bộ sưu tập The Lavit. Các bạn sẽ có được thêm một cái chữ Lavit ở đây, khá là nhìn trông khá là luxury. Thì phần da này nó là một cái phần da tổng hợp cho nên là mình sẽ không thể nào giặt được ở nhà ấy, chắc là mình phải mang ra ngoài hàng để mình giặt. Thì đây là một cái áo cardigan của Thom Browne. Thì cái áo này mình nghĩ là ở cái mùa này thì chúng ta vẫn có thể mặc được cho nên là mình vẫn sẽ để ở đây luôn. Thì tiếp theo sẽ là một cái áo flannel của Beat. Thì đây là một cái áo mà mọi người hỏi mình khá là nhiều, các bạn thấy đây là một cái tag của Beat. Thì đây là một cái áo flannel mà mình khá là thích cái màu của nó ấy, khá là đẹp. Áo này thì mình cũng mới giặt rồi, mình cũng chưa mặc cho nên là chắc là mình sẽ treo đây, hoặc là một lát nữa thì mình sẽ cất ở trong tủ của mình, vì là tủ của mình thì sẽ chỉ cất những cái đồ quần áo sạch thôi. Và tiếp theo thì sẽ đây sẽ là một cái áo jacket của H&M. Em thì mình cũng chả nhớ cái này mình đã mặc chưa, nhưng mà mình nhớ không nhầm là mình chưa mặc hay mặc rồi, mình chả nhớ lắm, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ mặc xuống giặt. Bởi vì là nếu không ấy, chỉ cần mà các bạn nhớ nhầm thành mặc rồi thành chưa mặc ấy, thì các bạn cất vào tủ, đến khi mà các bạn lôi ra tất cả những toàn bộ những cái tủ của nó của các bạn sẽ bị mốc luôn. Bởi vì là nó có một cái hơi người, nó một cái độ ẩm của người cho nên nó sẽ làm mốc của nó của các bạn. Thì tiếp theo đây sẽ là một cái, thì đây là một cái áo Sealine jacket mà mình cũng mặc suốt ở trong cái dịp đông vừa rồi. Cái áo này thì mình sẽ mang nó đi giặt hấp giặt lá hơi để cho nó được cái độ bảo quản nhất định. Và tiếp theo thì sẽ có một cái gọi là một cái áo da lộn của Zara. Thì nếu như mình không nhầm ấy, thì da lộn không được phép giặt với cả nước. Chắc là mình cũng sẽ mang ra ngoài hàng để họ có thể giặt hơi cho mình. Đây sẽ là một cái t-shirt của Manot Law. Đây là một chiếc áo oversize tee, một cái phiên bản signature của Manot Law mà mình đã custom thêm cái viên đá vào đây để có thể là nhìn cho nó khác biệt hơn so với những chiếc áo oversize bình thường. Nhưng mà đây là một chiếc áo custom bị lỗi cho nên là thì chắc là mình sẽ chỉ để treo để trưng bày thôi, chứ không có ý định mặc cái áo này nữa. Và đây là một cái chiếc quần của Zara, một cái quần màu xám mà mình cũng khá là hay mặc, mình vẫn sẽ treo ở đây luôn. Và cuối cùng và tiếp theo thì sẽ là một cái áo hoodie của Manot Claw. Thì đây là một cái áo hoodie authentic, một cái áo sau cái season Fall Winter vừa rồi của Manot đã làm ra một chiếc áo hoodie như này. Và đây sẽ là một cái áo t-shirt màu mustard, màu mù tạt của X5 mà mình cũng đã unboxing ở cái video trước rồi. Đây là một cái, nó có tên là Circle of Life của dòng bướm, dòng Butterfly. Mình sẽ treo đây. Và đây là một cái áo Flame Tee của Manot Claw, một cái sản phẩm mới mà sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Đây các bạn thấy là một cái tag có chữ, các bạn thấy đây là một cái tag ở đây có chữ Manot rất là to. Ở mặt sau sẽ là cái chữ tag là Thank You. Và đây là một cái đóng gói mới của Manot Claw và mong là bạn sẽ ủng hộ Manot Claw trong thời gian tới. Và ok, như vậy là mình cũng đã dọn qua xong cái chỗ này rồi. Mình cũng đã cất bớt được những cái đồ như là jacket, puffer jacket đi rồi, để cho cái giá treo này của mình nó nhẹ hơn và cũng như là nó sẽ gọn gàng hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ phải dọn thêm một thứ mà mình cũng thường xuyên làm việc cũng như là sử dụng. Đó chính là cái bàn máy tính này của mình. Thì mình sẽ cất cái lược này. Đây là nến của Myelin, một lát nữa thì mình sẽ đốt nó lên. Đây là thuốc nhỏ mũi, rửa tay của Myelin luôn. Đây là bàn khiển, đây là cái điều khiển của đèn. Ở đây là cái bàn trượt mà mình hay chơi. Mình sẽ cất cả thùng những cái đồ đi. Và nhân tiện đây thì mình sẽ thanh lý cái bộ Crepe Protect này. Các bạn có thể follow cái trang Instagram là Primode Highhand.
thì đây là một cái trang mà Instagram mà mình bán đồ, những cái đồ high hand ấy, những cái đồ second hand là mình mặc một hai lần hoặc là coin nó rất là mới, cho nên là mình muốn thanh lý cho mọi người một cái giá tốt. Các bạn nào có quan tâm đến cái bộ Crepe Protect này thì mình sẽ để lại link ở phần bên mô tả bên phía dưới. Thì đây là một cái bộ mà nó rất là mới luôn, mình mới chỉ dùng 1 đến 2 lần thôi, các bạn chỉ thấy là bên trong đủ những phụ kiện như mới mua luôn. Đây là một cái cọc cáp USB Type-C to USB. Thì đây là một cái cáp mà mình thường dùng để chuyển đổi. Mình sẽ cất vào cái túi chống sốc của MacBook. Và đây là cái nắp cáp của lens thôi. Ở đây là ví tiền của mình. Ok, mình sẽ tạm thời cất cái này luôn ở trong tủ này để cho nó gọn. Đây là một cái khẩu trang của Bu mới. Và ok, như vậy là mình, đây là cái nước rửa tay của Myelin mà đợt vừa rồi mình đi cắt tóc mình được các anh tặng. Và đây là một cái nước rửa tay của Myelin mà đợt vừa rồi mình đi cắt tóc mình được các anh tặng. Thì bây giờ mình sẽ đốt thêm một chút nến cũng của Myelin nữa để cho nó tạo lên một cái hương thơm nhẹ nhàng trong cái phòng của mình. Thì cái nến này mình đọc đốt gần hết rồi, thì cái nến này mình cũng đã đốt gần hết rồi. Thì đây là một cái nến có một cái mùi hương nó gọi là Hà Nội 19. Ok rồi. Mỗi một ngày mình sẽ chỉ đốt đến khoảng tầm từ 20 đến 30 phút thôi, là cái lượng tỏa nến của mình nó đã làm cho phòng mình bớt ẩm và nó làm cho cái phòng mình nó thơm hơn rất là nhiều thôi. Ok, và các bạn có thể thấy là cái bàn của mình nó cũng đã sạch sẽ tương đối rồi. Và ok, đây là cái bàn của mình, các bạn có thể thấy là nó khá là sạch sẽ tương đối thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải chụp ảnh. Thì hôm nay mình có một cái ý tưởng chụp ảnh cho cái sản phẩm mới của Manot Color, đó là một chiếc áo flame tee. Và bây giờ thì mình sẽ phải để mình sẽ chụp, hôm nay mình sẽ chọn góc chụp là ở cái ghế sofa này. Chứ như vậy cho nên là mình sẽ phải để áo ra ở chỗ ghế sofa này để mình chụp. Mình sẽ lấy cái mặt sau của Manot Color đi. Ok. Và đây là một cái đôi slipper, và đây mình có một cái đôi slipper. Thì cái đôi slipper này mình đã custom riêng để đây là cái chữ Manot và cùng đồng màu với cả cái đường line trên cái chiếc áo flame tee này. Và đây là một cái đôi dép mà mình custom riêng để có thể là mặc chung với cả cái áo của Manot này, là nó cùng với cả cái đường line cùng cái màu ở đây. Thì mình cũng sẽ cho đây để mình chụp ảnh thử luôn là xem là nó có hợp không. Ok, mình sẽ bắt đầu thử chụp ảnh đầu tiên. Và các bạn lưu ý là cái đôi dép này không để bán, mà có thể là trong thời gian tới mình sẽ dùng cái đôi dép này để give away cho các bạn đã ủng hộ Manot Color trong cái thời gian vừa qua. Ok, sẽ có một kiểu sai nữa này. Ok, bây giờ cũng đã khoảng gần 6 giờ rồi. Trời cũng sắp tối. Bây giờ thì mình cũng sẽ chỉnh màu qua ở trên cái bây giờ thì mình cũng sẽ chỉnh màu qua ở trên cái MacBook này. Và ok, có một số bạn là hỏi mình tại sao mình lại sử dụng hai màn hình, mặc dù là một màn hình cũng khá là ok rồi. Thì theo như mình được biết ấy, là cái màn hình của MacBook này nó sẽ chuẩn hơn, nó nghĩa là cái giải màu nó sẽ cao hơn so với những cái giải màu bình thường là 10 bit. Cho nên là đối với những cái màn hình bình thường, nếu như mình không nhầm là chỉ rơi khoảng tầm từ 8 bit cho đến 6 bit thôi. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn, và bây giờ thì mình sẽ chỉnh ảnh cho bạn xem. Thì đây là có những cái bức ảnh mà mình vừa chụp đây. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một công cụ Lightroom ở trên máy tính. Cái điều đầu tiên là mình sẽ phải tăng contrast lên, mình sẽ tăng tầm khoảng tầm từ là 20 đến 30 contrast để cho cái độ màu đen nó được rõ hơn. Highlight thì mình sẽ giảm đi một chút, là khoảng tầm 20. Shadow này thì phần shadow này thì mình cũng sẽ giảm xuống khoảng tầm là 22. Ở phần white này thì mình tăng lên một chút thôi, khoảng tầm 15 là ok. Black à? Black này thì chắc là mình sẽ để khoảng tầm trừ 20 là không, mình sẽ chỉ để khoảng tầm từ 5 thôi. Vì là các bức ảnh của mình nó khá là đen rồi. Và cái clarity này mình sẽ tăng lên khoảng tầm 12 là 13 là ổn, 12 13 là ok. Phần vibrant này là nó sẽ làm bù lại những cái màu mà các bạn còn thiếu. Cái màu đỏ của mình trong ảnh nó hơi bị nhợt một chút, mình tăng cái vibrant này lên là cái màu đỏ sẽ tăng lên rất là nhiều. Đó, các bạn có thể thấy là cái màu đỏ tăng lên rất là nhiều. Cái phần vibrant này nó khác với cả cái saturation ấy, là các bạn saturation là tăng cái độ bão hòa, tăng cái độ đậm nhạt có tất cả bức ảnh lên. Còn cái vibrant này nó chỉ là tăng cái độ bão hòa ở những vùng thiếu thôi. Cái phần vibrant này mình sẽ để khoảng tầm là 28 là ok.
Saturation này thì chắc là mình sẽ để lên khoảng tầm 5-6 là ổn. Đây là cái đến một cái mục là cái mục là phân màu ấy, thì phần yellow này nó cũng không, nó là cái chiến một cái bàn tay thì mình sẽ chỉ giảm đi tầm khoảng 23 thôi. Red này là cái bật lửa, mình sẽ chắc nó sẽ phải tăng lên một chút rồi. Blue aqua là cái màu của cái đôi dép này nên là mình cũng không thể nào mà giảm đi được hết, mình sẽ chỉ giảm khoảng tầm 20 là ổn. Purple thì chắc là mình sẽ tăng lên một chút để nhìn cho cái đôi dép mà được đậm màu hơn một tí. Và purple với cả cái màu magenta này thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm từ 9 và 12 là ổn. Và mình sử dụng được một cái là vignetting, thì đây là cái độ tối bốn góc viền của bức ảnh ấy, thì mình sẽ sử dụng đến tầm là light thôi vì là nhìn cho nó ổn định hơn, không cần quá là tối. Ok, các bạn thấy đây là đều sự khác biệt của cái việc khi mà mình đã chỉnh màu và mình chưa chỉnh đây, nhìn nó khác biệt rất là nhiều đúng không? Và bây giờ thì có thể là mình sẽ lên lướt Insta, Facebook, đọc lại các comment của các bạn ở trên YouTube của mình. Và ok, sau đó thì mình sẽ đi xuống nấu cho nhà để nấu ăn. Và mình sẽ đi xuống dưới nhà để nấu ăn và chắc chắn là mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái cách mà hôm nay mình nấu ăn, là mình nấu món gì cho các bạn xem. Ok. Ok, và mọi người nhớ là phải chọn cái gói mì đen giống như cái gói bên phải của mình này, nó tên là Giang Giang Men gì đấy, màu vàng và màu đen. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đun nước, sau đó thì luộc mì bình thường, sau đó mình sẽ cho cái gói rau của cái gói mì Coreno kia vào. Sau đó thì mình sẽ vớt mì ra, mình sẽ để khoảng tầm 5 phút, sau đó mình sẽ vớt mì ra. Các bạn nhớ là phải cho mì vào một cái bát nước lạnh để khi mà các bạn ăn ấy, đường mì nó được giòn và nó được có một cái độ khô nhất định. Bây giờ mình sẽ cắt thịt, thì cái thịt này mình là một cái thịt ba chỉ phun khói. Mình sẽ chia ra khoảng tầm là khoảng một phần này, hai này, ba và bốn phần, mình sẽ chia ra khoảng tầm là bốn phần để cho nó ăn nó vừa miệng. Và mình sẽ thái nhỏ ra để từng miếng nhỏ một để ăn, mà khi mà các bạn ăn ấy thì nó sẽ dễ hơn. Và bây giờ thì mình sẽ phải cho thêm một ít dầu vào trong cái chảo để nó có một cái độ nhiệt độ nhất định. Và sau đó thì mình sẽ đợi cái chảo, cái dầu này nó nóng lên. Và mình sẽ dùng một cái miếng bơ của President. Thì đây là một cái loại bơ mà nó không mặn, bơ không bơ lạt ấy, bơ nhạt ấy. Mình sẽ dùng một cái miếng bơ để cho nó thơm khi mà mình rán thịt lên. Và nên các bạn có hành tây thì các bạn có thể cho vào, nhưng mà hôm nay mình không ăn hành tây nên là mình không cho vào. Mình sẽ cho thịt vào để rán cho nó vàng giòn lên. Không biết đây có phải là cái tiếng mà các bạn muốn nghe không, nhưng mà mình nghe được cái tiếng xèo xèo này, mình thực sự rất là cảm thấy đói bụng và rất là thích. Và khi mà thịt đã hơi ngả màu rồi thì mình sẽ cho thêm một khoảng tầm là nửa thìa đường để cho nó, không biết là sao nhưng mà mình, món ăn của mình ấy, mình thường rất là hay cho đường để cho nó có một cái độ ngọt nhẹ nhẹ khi mà các bạn ăn nó sẽ dễ ăn hơn. Sau đó thì ok, mình sẽ đợi đảo lại cho nó chín. Các bạn nhớ là phải để lửa nhỏ nhá, nếu không thì sẽ cháy hết cả đường. Và cuối cùng thì mình sẽ lại thắt, và cuối cùng thì mình sẽ cho cái mì mà vừa chắc nước vào. Các bạn nhớ là chắc hết nước đi rồi sau đó cho vào cái chảo này để đảo lên cùng với cả mỡ của thịt lúc nãy, thì để nó sẽ ăn nó sẽ rất là thơm. Sẽ đảo đều, sau đó thì bắc cái gói sốt ở trong cái gói Giang Giang Men kia ra. Thì nó có một cái sốt màu đen như này, các bạn nhớ là đảo đều
trộn đều là ok, chúng ta có thể thưởng thức cái món mì đen này rồi, nó khá là dễ dàng. Và ngoài ra thì các bạn có thể đập luôn một quả trứng vào đây. Hôm nay mình đổi hứng ấy, cho nên là mình muốn ăn một quả trứng ốp la. Chính vậy nên là mình muốn đập quả trứng ở bên ngoài mình dán sau. Thì mình có thể cho thêm một chút gia vị vào là một chút hạt tiêu để cho một quả trứng của mình nó không bị nhàm chán, nó không bị nhạt đấy. Và ok, như vậy là cũng đã xong cái món mì đen với cả thịt đun khói và trứng rồi. Ok, và như vậy là bây giờ cũng đã khoảng gần 8 giờ rồi. Bây giờ thì mình cũng vừa quay cho các bạn cái cảnh mà mình nấu ăn xong, cách cái chế biến cái món mì đen với cả trứng và thịt hun khói này của mình. Đây sẽ là cái siro Việt Quất. Đây sẽ là lon nước spy. Và bây giờ thì mình sẽ bắc ra để mình sẽ đổ từ từ vào. Thế là một cái món mà mình khá là thích, là bao gồm là nước spy cũng như là Việt Quất. Ở đây là món mì đen chúng ta có bao gồm là trứng. Trứng này lúc ấy mình rán ấy, xong rồi mình không cho mỡ vào. Thế là muốn sao nó bị sát chảo, hay là mình đã phải cho thêm một ít mỡ vào để cho nó đỡ bị sát chảo. Mời các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ uống thử cái cốc nước này. Vị lên khá là ok, khá là ngon. Mình khá đói rồi, chắc là mình sẽ ăn luôn. Mình sẽ ăn thử món miếng đầu tiên, cái mì đen của nó. Các bạn lưu ý là nếu như các bạn giống mình ấy mà cái áo trắng để ăn này thì nên cẩn thận, bởi vì là nó dễ bị bắn ra áo, mà bắn ra áo thì khá là khó thì có thể lau được ấy. Mình sẽ ăn miếng đầu tiên, mời các bạn. Ngon quá. Vì là cho nên là vì là hôm nay mình không luộc rau thì cho nên là mình sẽ ăn thay thế bằng dưa chuột, một ít dưa chuột vào cho nó đỡ bị ngán. Thì cái mì đen này mình ăn nó có một cái vị nó mình thấy là khá là ngon, và đặc biệt là cái gói nước sốt của nó có thịt. Đối với những một số những loại mì đen khác thì cái nước sốt của nó là một là bột, hai là nước nó của nó không được là thịt thật đấy, hay là mình không thích, nhưng mà cái vị của cái nước sốt này nó khá là ngon. Nó hơi kiểu đắng đắng nhẹ một chút. Ngoài ra thì còn một cái mì đen nữa mà mình cũng trước khi đấy thì mình cũng hay ăn. Đó là một loại mì đen màu vàng. Mình không nhớ tên nhưng mình sẽ để ảnh ở bên này cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái gói mì đen đấy. Mời các bạn. Không biết là các bạn ăn cơm chưa, nhưng mà mình cũng vừa mới edit video xong nên là mình cũng xuống nhà để nấu mì. Thì hôm nay mình ăn mì, mà hôm thì có thể mình ăn cơm hoặc là ăn mấy cái món mà mình làm. Mình hay up lên story của mình, các bạn có thể follow cái trang Instagram của mình ở đây. Thì ở trên đấy mình up lên khá là nhiều về cái đời sống, về cái story của mình. Thì cái thịt hun khói này này là mình mua của ông già Kia, cái loại gói miếng, cái loại miếng dài ấy, mà bao gồm cả bì. Nó có loại quả một cái loại miếng mỏng nữa, nhưng mà cái loại miếng mỏng đấy mình thấy không, ăn không ngon bằng cái miếng này, nên là mình đã chọn cái miếng này. Thì ăn khá là dai và chắc, nó không thể bị bở thịt ấy. Nó đã hun khói rồi cho nên là cái mùi thịt nó sẽ rất là thơm. Đối với cả một số những cái mì trộn Hàn Quốc thì mình thấy là cái mì đen này là một cái món ngon, một cái món khá là ngon của Hàn Quốc. Các bạn thấy đây là cái sợi mì cũng như là cái thịt của cái món này.
Đây là cái miếng thịt thật ở trong cái gói sốt của nó. Các bạn thấy là nó nhìn trông rất là ngon đúng không? Nó nhìn đúng là thịt thật thật. Cho nên là các bạn ăn sẽ cảm nhận được cái vị thịt luôn. Và ngoài ra ngoài ra thì về cái giá thành của cái gói mì này, mình nhớ không nhầm đâu đó khoảng tầm từ 27 cho đến 30 một gói mình mua tại Vinmart. Cho nên là cái giá nó cũng cao hơn so với cả cái mì gói bình thường. Nhưng mà tìm mình đi, cái mì này ăn thực sự rất là chất lượng. Cuối cùng với cả soda hoặc là coca matcha mà ăn mấy cái đồ rán này thì đúng là chuẩn bài luôn. Như vậy là mình đã ăn xong cái bát mì đây này rồi. Và ở cái mùa dịch này, mình khuyên mọi người là nên ở nhà, đừng có ra đường làm cái gì cả. Bởi vì là ra đường thì nó cũng chả có gì đâu, đường phố, quán xá đóng cửa hết rồi. Và nếu như mà mai sau mà có mở lại thì các bạn cũng nên hạn chế ra đường và tự nấu ăn ở nhà thì hợp lý hơn. Và mình sẽ cố gắng làm những cái video share cho mọi người thêm về cái đời sống của mình, cũng như là những cái vlog, daily vlog như này, để các bạn có thể là ở nhà chán quá thì lên YouTube xem.